Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ một phương pháp nhanh để phục hồi hoa lan thối tại nhà mà ai cũng làm được. Khi một cây hoa lan đã bị thối, những chiếc lá đã bị khô. Những chiếc lá này có rất nhiều vi khuẩn và nấm. Chất trồng rất ẩm ướt là nguyên nhân làm cho những chiếc rễ này bị thối rất nhanh. Các bạn hãy bỏ hết chất trồng cũ này ra khỏi cây. Sau đó chúng ta hãy cắt bỏ tất cả những rễ hư này. Các bạn cần kiểm tra thật kỹ trước khi cắt bỏ những rễ này. Sau đó các bạn phải rửa cho thật sạch. Tiếp theo, chúng ta sẽ lau khô lại. Phần này, phần ngọn vẫn còn xanh tốt. Các bạn đừng gỡ ra, để những phần này sẽ bảo vệ cho phần ngọn được phát triển tốt hơn. Các bạn sử dụng 4 tép tỏi nhỏ. Tỏi có tính oxy hóa, kháng khuẩn và khử trùng, giúp cho hoa lan được phát triển và phục hồi rất nhanh. Và hãy cắt nhỏ ra. Sau đó các bạn sẽ cho tất cả tỏi này vào lọ. Cho vào 1 lít nước. Các bạn để ở nơi mát 1 ngày. Và phần gốc cây này, các bạn cũng để ở nơi mát trong 1 ngày. Sau 1 ngày, hãy lọc lấy nước tỏi này.
và phần gốc hoa lan đã khô trở lại. Các bạn sẽ phục hồi rất nhanh những cây hoa lan như thế này. Hãy đặt tất cả những chiếc rễ vào ly như thế này. Sau đó cho nước tỏi vào. Nó sẽ ngập hết phần rễ của cây. Và hãy để như thế này trong 30 phút. Các bạn sử dụng phần nước còn lại này. Chúng ta sẽ lau lá cho những cây hoa lan đang trong giai đoạn phát triển. Những chiếc lá sẽ được bảo vệ khỏi nấm, vi khuẩn, các loại côn trùng. Và đây là một trong những cách rất tuyệt vời sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta luôn xanh tốt. Các bạn áp dụng 14 ngày một lần. Rễ sẽ được phát triển rất tốt. Sau đó hãy tưới vào chất trồng. Nó sẽ khuyến khích các vi sinh vật có lợi phát triển rất nhanh. Sau 30 phút, các bạn hãy lấy cây hoa lan ra. Và những cành hoa này, chúng ta đừng bỏ đi. Các bạn cắt như thế này để giúp cho dinh dưỡng tập trung, giúp cho phần ngọn này sẽ được hồi sinh rất nhanh và khỏe mạnh. Và những cành hoa này, từ những phần này, cây sẽ tiếp tục được hồi sinh thành những cây nhỏ. Và cách làm này mình đã có chia sẻ rất kỹ. Các bạn có thể xem thêm trên kênh. Những cây hoa lan sẽ được hồi sinh từ phần này rất nhanh. Hãy bỏ hai cành hoa này vào đây. Các bạn sẽ trồng với chất trồng khô. Và chúng ta sẽ không tưới nước trong 5 ngày. Sau 5 ngày, các bạn hãy cho một ít rêu vào trên mặt chậu.
Sau đó hãy cho nước vào. Cách làm này để giúp cho chất trồng được giữ ẩm. Các bạn hãy để trong 10 phút. Sau đó hãy lấy ra. Các bạn sử dụng những ly nhựa để giúp giữ ẩm và ngăn côn trùng. Đã có những lỗ trao đổi không khí rất tốt. Trong những ngày thường, chúng ta chỉ tưới khi chất trồng vừa khô. Các bạn không được tưới quá nhiều nước. Đặt cây ở những nơi có ánh sáng. Và đây là kết quả sau 4 tuần tiếp theo. Phần ngọn đã được hồi sinh, phát triển rất xanh tốt và khỏe mạnh. Những chiếc rễ cũng đã được hình thành. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Đến giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách cho ăn sẽ giúp cho cây hoa lan này được phát triển nhanh và dễ dàng hơn. Các bạn chỉ cần sử dụng một tép tỏi duy nhất, sau đó làm nát ra. Cho vào 1 lít nước. Sau đó các bạn sẽ lọc lấy nước này. Các bạn sẽ tưới vào gốc của cây 15 ngày một lần. Nó sẽ giúp bảo vệ cho chất trồng không bị nấm, rễ phát triển được nhanh hơn. Các bạn sẽ tiếp tục đậy lại và đặt vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Hoa lan đã phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Với cách làm đơn giản này, các bạn rất dễ dàng hồi sinh những cây hoa lan khi phần ngọn vẫn còn. Cây phát triển rất xanh tốt và khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm bằng những phụ đề mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Giai đoạn này, các bạn hãy cho thêm một ít rêu vào trên đây. Và chúng ta sẽ không cần phải đậy lại nữa. Hãy cho cây tập làm quen với môi trường bên ngoài. Và với những cây hoa lan, các bạn chỉ cần tưới nước vừa đủ ẩm là được. Không được tưới quá nhiều nước. Hy vọng sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.